Điều gì đã khiến cho một cô gái đang đứng xào hủ tiếu gia truyền vỉa hè đùng một phát đứng đối đầu tay đôi với một trong những đầu bếp thuộc hàng top server trong ngành ẩm thực ở Thái Lan? Tất cả quá trình đó sẽ được tóm tắt trong video recap phim Hunger. Video này được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa, ăn tối, trước khi đi ngủ, hoặc bật lên khi bạn đang làm một cái gì đó và cần âm thanh nền. Được tham khảo từ nhiều nguồn trên mạng và tổng hợp lại bởi Vui Vẻ, content bởi Sang Sung và thu âm bởi tôi Quản Quại. Mở đầu phim đã cho chúng ta thấy được khung cảnh hối hả trong không gian bếp để chuẩn bị cho những nguyên liệu. Và ở đây không có bất kỳ sự sai sót nào. Mọi thứ sẵn sàng để khi đầu bếp chính bước ra chỉ việc kiểm tra lại xem có đúng chuẩn như menu đã được đặt ra từ trước hay không. Cảnh ông đầu bếp này trải chuốt tắm rửa làm tôi liên tưởng ngay đến cảnh Patrick Bateman trong American Psycho khi đang tắm rửa soi gương ngắm nghía bản thân một cách lạnh sống lưng. Không biết cảnh này có foreshadowing cho điều gì sắp xảy ra tiếp theo trong phim hay không? Hãy cùng xem đến hết để có câu trả lời nhé. Chuyển cảnh đến phân đoạn ông đầu bếp múa may quay cuồng thực hiện món ăn. Ông giơ con tôm hùm lên cao trước bữa tiệc gia đình ấm cúng và sang trọng. Cách bày trí món tôm hùm cũng vô cùng bắt mắt. Con tôm hùm đặt để trên những phiến đá được bao vây bởi vài con ốc và vòng tròn sốt màu đen để lên một ít caviar nhìn vô cùng sống động. Chúng ta sẽ được nhà làm phim thông qua ông chef này luyên thuyên để nói về sự thèm khát, cụ thể là món ăn thì cũng như danh vọng. Món ăn dành cho những người có đủ sức để chi, danh vọng dành cho những người có đủ tầm để thực hiện món ăn đó. Những tưởng ở một bữa tiệc Tây sang trọng như thế này thì sẽ ăn trong đĩa bằng muỗng dĩa, nhưng không, chef yêu cầu quý thực khách ăn món này bằng tay. Một nét văn hóa tưởng chừng rất quen thuộc với văn hóa Thái Lan, nhưng không phải như vậy. Khi mọi người bắt đầu ngấu nghiến món ăn ông làm bằng tay thì ông chef lại có điệu bộ nhếch mép cười chất chứa nhiều thứ. Sơ nét về mô hình nấu ăn của ông đầu bếp này trong phim, ông đầu bếp sẽ lên menu món để có thể phù hợp với hoàn cảnh của người đặt theo một cách kinh dị và nguyên thủy nhất có thể. Sau khi đã chốt thì ông cũng như đội ngũ phụ bếp của mình sẽ chuẩn bị nguyên liệu sẵn ở căn bếp có tên Hunger, để đến ngày diễn ra bữa tiệc thì ông chỉ việc đem ra chế biến hoặc biểu diễn, rồi nói vài câu về sự thèm khát, sau đó đem món ra phục vụ thực khách. Bây giờ chúng ta sẽ đến với diễn biến chính của phim. Bộ phim chuyển cảnh đến một quán ăn bình dân với tiếng xèo xèo chảo nóng, nếu không muốn nói là khá quen thuộc với chúng ta. Khi bước vào bất kỳ quán cơm gà xối mỡ nào ở Việt Nam, tiếng xèo xèo của chảo hòa với tiếng người la hét món ăn với số bàn, rồi tiếng những anh shipper đến đọc số để nhận món mang đi, quả thực vô cùng sôi động. Đây là Aoi, nhân vật chính của chúng ta đang phụ ba mình đứng bếp xào món hủ tiếu gia truyền để phục vụ cho mọi người. Và hôm nay có vẻ cô khá may mắn khi có một anh phụ bếp trong căn bếp Hunger ghé thăm quán để trải nghiệm ẩm thực. Và khi chỉ vừa mới ăn một miếng hủ tiếu thì ngay lập tức anh đứng dậy để tiền lên bàn, tưởng là định ra combat với người nấu vì mặt anh lúc này khá căng. Nhưng không, anh ra đưa tấm danh thiếp cũng như lời mời đến thử tài cùng với anh. Uầy, với tài nấu nướng của cô nếu đứng ở đây thì quả thực là uổng phí. Nếu thích thì alo cái, tôi sẽ dắt cô đến nơi phù hợp hơn với khả năng của cô. Sau khi ngồi tán dốc về sự chán chường trong công việc cũng như cuộc sống với hội bạn, rồi lên mạng tìm hiểu thử về căn bếp này, thì Aoi quyết định sẽ thử sức để có thể trở nên đặc biệt và nơi để phát triển bản thân. Và rồi cô được chôn, anh phụ bếp bữa trước đã đưa danh thiếp dắt đến căn bếp Hunger. Aoi với vẻ mặt như một đứa trẻ được bố mẹ dắt đi đến tiệm đồ chơi, cô choáng ngợp trước vẻ sang trọng và đẳng cấp. Khi căn bếp tọa lạc trên tầng của một tòa nhà chọc trời, cô bất ngờ khi biết hôm nay mình đến đây để thi thử, và ngạc nhiên hơn khi không chỉ có bản thân cô đến thi. Khi biết chuyện thì cô định bỏ về, nhưng ngay lập tức cô được diện kiến bếp trưởng Paul, không như Aoi, người đối đầu thi với cô có vẻ khá mổ mép. Paul chưa kịp hỏi thì tên này đã chào rồi giới thiệu ba hoa về bản thân, rồi bị Paul chặn họng ngay, rồi đưa ra đề bài để cả hai cùng thực hiện, đó là món cơm chiên. Và điều chắc chắn là Aoi đã thực hiện thành công món ăn này khi cô đã đảm bảo đúng ba nguyên liệu theo đúng hướng dẫn của Uncle Roger, đó là cơm, chiên và trứng. Tên kia thì thực hiện món này với những nguyên liệu fancy tệ đến nỗi bếp trưởng còn không thèm thử món của tên này. Khi bị đánh rớt thì bật lại với giọng điệu thiếu gia khinh khi, để rồi bản thân nhận lại cái tát trời giáng của bếp trưởng Paul. Sếp không được đuổi em, em đã nói với mẹ em là em sẽ làm ở đây. Kệ mẹ cậu, cút. Tuy đã tạm thời nhận được công việc, nhưng Aoi vẫn bị hoài nghi về khả năng, thậm chí có phần bị khinh khi khi Paul ngửi được mùi hủ tiếu xào bình dân từ người cô. Ma, nhìn cái điệu bộ của ông này dí sát vào ngửi, biến thái vai. Paul coi thường xuất thân của cô khi cô cố bước chân vào căn bếp xịn sò này, kiểu đem sếp đi so với hôm cúc. Nhưng mà theo ý kiến của tôi thì cả hai tên gọi này chỉ khác nhau về hình thức và cách thể hiện món ăn, chứ thực sự không nên coi thường hoặc là có sự phân biệt gì. Cả hai đều là những người nấu ăn, đem đến sự hạnh phúc cho người khác thông qua món ăn của mình. Còn các bạn xem clip có nghĩ giống tôi hay không? Hãy để lại phần bình luận của mình ở bên dưới để chúng ta cùng thảo luận nhé. Quay trở lại với câu chuyện, sau một trường đoạn dài với sự nỗ lực cố gắng hết mình trước những thách thức trong gian bếp của chef Paul, thì Aoi đã nhận được sự công nhận nho nhỏ từ Paul. Sau khi bị bỏng vài chỗ ở tay lúc xào thịt và đổ máu lúc cắt rau, Aoi ngày càng gần gũi với Tone hơn. Khi Aoi đến nhà Tone để Tone phụ đạo thêm cho Aoi về kỹ thuật nấu ăn, đáp lại thì Aoi chỉ Tone cách xào bằng chảo đáy sâu. Aoi được Tone dẫn đi trải nghiệm ẩm thực trên biển với những nguyên liệu tươi ngon nhất, và đồng thời cũng biết được chef Paul lúc trước thường xuyên đến đây để lấy nguyên liệu. Điều này giúp cho người dân đánh bắt cá ở nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định. Lúc này đây, Aoi đã dần lên tay nghề hơn, cũng như đã dần thay đổi quan điểm của mình về chuyện nấu ăn. Lúc này, Aoi được Paul đưa ra thực địa lần đầu. Khi đứng trước bữa tiệc của bọn chính quyền đang bị lũng đoạn, Aoi thi trổ khả năng sắc thịt bò Wagyu A5 chuẩn xác.
rồi đem miếng thịt đó xào lửa nóng trước sự chứng kiến của mọi người ở đó. Cũng ở phân cảnh này chúng ta được giới thiệu một nhân vật mới, Toast. Anh chàng bảnh tỏ này sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển sự nghiệp của Aoi. Chúng ta sẽ biết rõ ở phần sau của phim. Quay lại với bữa tiệc thì trong sự kiện bữa tiệc lần này, lấy chủ đề là thịt và máu, Paul đã tìm hiểu rồi đưa ra menu rất sát với quang cảnh của bữa tiệc. Phân cảnh cực đắt giá với hình ảnh ý chỉ một bộ máy nhà nước đang bị lũng đoạn bởi những thế lực thao túng phía sau và được xây dựng từ thịt và máu của những người đã nằm xuống. Miếng thịt bò được để trên lớp sốt màu đỏ thẫm, trên nền đĩa màu vàng đầy quyền lực. Decor trên miếng thịt là một cành rau nho nhỏ. Ý chỉ cỏ cây đang được phát triển trên một mảnh đất đã bị vấy bẩn bởi máu và quyền lực ngầm. Bọn tham quan ô lại thì ăn ngấu nghiến và sốt màu đỏ kia thì nhiễu nhão khắp miệng của chúng. Một cảnh tượng vô cùng kinh dị và sôi thịt. Ở đoạn này tôi muốn nói thêm về mặt âm thanh của phim. Phim đã làm rất tốt khi đã phối nhạc cực kỳ dồn dập và đáng sợ. Khi lia máy đến Chef Paul, mặt lạnh như tiền, lúc nhìn mọi người này ăn. Lúc sau khi lia máy đến Aoi thì âm thanh lúc này như tĩnh lặng. Ánh mắt của cô thì hiện rõ vẻ kính phục. Khi Paul đã đưa ra menu rồi nấu món ăn khiến cho mọi người đều cặm cụi ăn. Rồi khen lấy khen để. Toast sau khi chứng kiến khả năng của cô thì đã để ý và đưa cô danh thiếp, nói rằng sau này cô có cần sự giúp đỡ thì hãy liên hệ với anh. Khi xong việc thì cô quay về nhà và phụ ba mình xào hủ tiếu. Lúc này đây cô có vẻ khá chán trường khi nhìn quang cảnh bình dị quanh mình, rồi sau đó còn chê bai món ăn của Au, bạn thân của cô. Mày ăn cái gì mà nhìn như cắm lợn vậy? Gì chứ má nói, lòng hầm mà. Tao ăn cái này suốt mày bị làm sao ấy? Nhìn gớm quá. Ôi trời trời, mới đứng bếp Tây có vài hôm mà đã trở thành quý bà rồi đấy à? Tào lao, đồ ăn thì cũng phải ăn bằng mắt trước rồi mới bỏ vào miệng thưởng thức được chứ. Thôi được rồi, Madame Aoi, để tao ăn cho mày coi nhá. Sau đó Aoi đi chung với đội ngũ phụ bếp của Paul đến một bữa tiệc của những vương tôn công tử, gọi là bữa tiệc thác loạn thì đúng hơn. Aoi ở đây cũng được khai sáng thêm một chuyện khi nghe bếp phó nói về những khách hàng trong bữa tiệc, rằng họ chỉ muốn khoe khoang sự giàu có khi đặt tiệc của chúng ta, chứ bọn nhóc này chẳng quan tâm đến món ăn của chúng ta, của Chef Paul nấu. Vì thế nên khi nhìn kỹ vào món ăn, tuy được trang trí rất bắt mắt, nhưng nhìn rất giống như củ khoai gì đó, trông rỗng nhạt nhẽo. Về đến nhà sau bữa tiệc, Aoi làm cho ba và em gái món bít tết to ăn kèm với cà rốt và bông cải xanh, uống kèm với cà phê được pha từ hạt cà phê thắng giải. Người cha chân chất này chỉ đáp: mấy món này, nó đắt vì nó đặc biệt hay nó đặc biệt vì nó đắt? Câu hỏi này khiến cho Aoi trở nên trầm lắng suy tư hẳn. Ở phân cảnh tiếp theo chúng ta có thể thấy được tiến triển tình cảm của Aoi và Tone. Cả hai đang học cách ướp thịt cùng nhau. Sau đó cả hai quấn lấy nhau rồi làm ra món sườn bò áp chảo rất hấp dẫn, rồi đem ra cho mọi người trong bếp cùng nếm thử. Tuy rằng còn nhiều thiếu sót nhưng đây cũng là kết quả của Aoi khi không ngừng cố gắng và học hỏi. Trong bếp lúc này có drama khi Chef Paul phát hiện ra có một kẻ trộm nguyên liệu đắt tiền mang về nhà. Kẻ đó đem về 500g gan ngỗng, 500g thịt bò ủ khô. Vẻ mặt của mọi người ngày càng sợ sự lạnh lùng của Paul khi thẳng tay đuổi kẻ trộm, mà không muốn nghe bất kỳ giải thích nào từ người đó. Có vẻ như việc này đã kích hoạt điều gì đó từ quá khứ của Paul nên ông mới xử lý thẳng tay như vậy. Bộ phim chuyển sang phân cảnh đội ngũ bếp Hunger đang tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc tiếp theo. Tông màu của phim lúc này chuyển sang đen lạnh. Đây có vẻ là một dự báo từ các nhà làm phim rằng tiếp theo sẽ có chuyện không hay xảy ra. Cả gia đình ba người lúc này trừ bé gái nhỏ ra thì hai vợ chồng mặt mày tái nhợt, có vẻ như đang sợ một điều gì đó sắp xảy ra. Vẻ mặt của Aoi thì hoang mang vô cùng khi nhìn thấy Chef Paul phục vụ gia đình ba người bằng món súp nấu từ nước máy và những gia vị từ gói mì ăn liền. Tại sao ông lại làm như vậy? Gia đình ba người kia thì lại nói không nên lời vì mình vừa được thưởng thức món ăn từ Chef Paul. Mọi người cứ tưởng là do họ không đưa đủ tiền hay là gì đấy nên khiến cho Chef Paul phải làm như vậy. Nhưng khi về bếp Hunger thì mới hiểu, do nước súp lúc này được nấu có tôm trong đó, còn bé gái ở gia đình đó thì bị dị ứng với tôm. Điều này như một tội ác nếu như món súp này được đem đến cho bé gái đó ăn. Sau khi tra hỏi thì Chef Paul cũng biết được là bếp phó đã nấu món súp này, có vẻ là vì sự ganh tị với Aoi. Khi cô gái này mới được vào bếp không lâu nhưng lại được đứng ra quản lý bếp và lên menu món. Đỉnh điểm là bếp phó sau khi chịu không nổi những lời mắng nhức từ Paul nên đã tiện tay xiên Paul khiến ông ngã khụy xuống đất. Sau khi đưa Paul vào bệnh viện thì mọi người cũng mệt mỏi rời đi sau những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm đó. Sau cuộc trò chuyện của Aoi và Paul thì ta biết được lý do đưa Paul trở thành chef tài năng và nổi tiếng như bây giờ. Từ nhỏ ông cùng mẹ giúp việc ở nhà của một gia đình giàu có. Với sự tò mò của một đứa trẻ thì Paul đã chú ý đến lọ trứng cá muối, nên khi không có ai thì ông đã lén lấy hộp trứng cá muối đó ra và thử rồi bị phát hiện. Điều này khiến mẹ của ông bị bà chủ mắng nhức nặng. Còn ông thì phải dọn đống trứng cá muối rơi vụng dưới đất. Và lúc đó ông đã tiện tay thử một miếng. Thứ mà làm cho ông ngạc nhiên nhất như ông mô tả là vị của nó dở tệ. Điều này đã trở thành động lực to lớn khiến ông tâm niệm rằng thứ ta ăn đại diện cho địa vị xã hội, và ông sẽ cố gắng trở thành một đầu bếp. Một đầu bếp mà người giàu sẽ phải quỳ gối cầu xin nấu cho họ ăn. Khi về đến nhà thì Aoi phát hiện ra ba mình vừa nhập viện do đột quỵ. Aoi tức tốc vào bệnh viện thăm ba và biết được tình hình của ba cần phải ở lại viện để được theo dõi thêm. Aoi khi ra hành lang kiểm tra điện thoại thì ngỡ ngàng trước những thông tin được phát trên TV. Có một gia đình vừa tự sát do vấn đề về tài chính.
chính. Điều làm A Oi quan tâm hơn cả là khung cảnh gia đình đó, chính là gia đình mà bếp Hunger vừa phục vụ hôm trước. Khung cảnh cả gia đình ba người ra đi trên bàn ăn vô cùng ám ảnh. Tua nhanh đến đoạn sau khi hồi phục thì Chef Paul cùng với đội ngũ của mình đi cùng một đoàn khác để vào rừng chuẩn bị cho bữa tiệc tiếp theo. Ở đây họ sử dụng nguyên liệu tươi sống luôn, đó là săn bắn chim quý hiếm để chế biến, và chắc chắn điều này là phạm pháp. Sau khi biết được điều này thì Tone và A Oi đã dứt áo rời đi. Tuy có sự đấu tranh tiếc nuối về sự nghiệp phía trước, nhưng không thể vì thế mà làm những điều vi phạm pháp luật. Sau khi về nhà và suy nghĩ cân nhắc kỹ lưỡng, A Oi đã liên lạc với Toast, người mà cô đã gặp từ buổi tiệc đầu tiên, để tìm sự giúp đỡ về công việc ẩm thực sắp tới. Anh trai Toast bày tỏ này là một nhà đầu tư, luôn muốn tìm kiếm những tài năng sáng giá để tạo cơ hội cho họ phát triển. Sau màn gặp gỡ chuyển động lực thì A Oi đã có cho mình một thương hiệu riêng, cũng như có một đội ngũ làm việc cho riêng mình. Thương hiệu mới có tên là Flame. Với những lời truyền cảm hứng từ Tone, A Oi đã học tập về cách vận hành bếp một cách hiệu quả nhất, đó là nói không với dân chủ. Và sau đó thêm một trường đoạn dài về việc cô đã xây dựng nét nấu ăn đặc trưng riêng cùng với team của mình, rồi được chứng thực về năng lực của menu từ các nhà đầu tư, thì bếp Flame chuẩn bị đi vào hoạt động. Bếp Flame cũng giống như mô hình của Hunger, nhưng khác ở chỗ ở đây sẽ có mô hình phục vụ khách tại không gian bếp. Điều này giúp cho mọi người có thể thấy được A Oi trổ tài nấu nướng của mình. Như một lẽ đương nhiên, tên tuổi của Flame lên như diều gặp gió. Cô xuất hiện trên khắp các trang mạng và ngày càng có nhiều người đến để thưởng thức món ăn của cô. Nhưng có vẻ điều đó là chưa đủ. Toast đã được liên hệ để A Oi nhận sự kiện lớn đầu tiên, quy tụ gần như tất cả những tinh hoa trong ngành ẩm thực đến dự. Đặc biệt hơn cả, trong sự kiện này cũng có sự xuất hiện của Chef Paul. Trước khi sự kiện xảy ra thì Paul đã đến gian bếp của cô để trò chuyện, hay nói đúng hơn là dằn mặt thách thức cô, để xem ai trong chúng ta sẽ là người chiến thắng gây được sự chú ý trong sự kiện sắp tới. Bữa tiệc ngày hôm đó diễn ra với phong cách chủ đạo chính là màu sắc của thời đại Pharaon. Chef Paul như mọi khi vẫn là trung tâm của sự chú ý từ những người tham gia bữa tiệc. Cuộc chiến lúc này bắt đầu khi bếp Flame của A Oi chuẩn bị món chính. Menu món của cô không chỉ bắt mắt bởi cách bày trí mà còn thu hút mọi người bởi hương vị của từng món. Khung cảnh dần chuyển sang màu đỏ thẫm của máu. Chef Paul bước ra và chuẩn bị cho màn biểu diễn của mình. Khi hạ xuống một con bò đã được sơ chế, ông múa may quay cuồng như những người họa sĩ đang nguệch ngoạc livestream trực tiếp trên nền lớn trong các buổi triển lãm. Sau đó ông lấy đuốc bắt lửa cho con bò đã được sơ chế đó cháy bừng lên. Con bò được hạ xuống và cắt nhỏ thành những mảng lớn. Mọi người thì xô nhau cấu xé từng miếng thịt theo phong cách hoang dại nhất. A Oi nhẹ nhàng chuẩn bị xào món hủ tiếu gia truyền, trên môi nở một nụ cười như đang nêm thêm vào món ăn gia vị của cái tâm, gia vị tình yêu của một người bà đang muốn những đứa con, đứa cháu của mình được ăn một bữa no để đủ sức sinh tồn trong cái thế giới đầy rẫy những điều tiêu cực đang chờ chúng ta. Cuối cùng, tuy dù có cố gắng bao nhiêu thì mọi người vẫn chú ý đến món của Paul nhiều hơn. Ông còn huyễn hoặc bản thân như một đức tin, chỉ cần biết là món đó xuất phát từ bếp Hunger do Chef Paul nấu thì mọi người sẽ ăn lấy ăn để mà không một chút hoài nghi. Vừa rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Chef Paul bị bế lên phường trước mặt mọi người trong bữa tiệc do những hành động vi phạm pháp luật trong bữa tiệc giữa rừng với những loài động vật quý hiếm cho vị tham mưu trưởng. A Oi lê những bước chân nặng trĩu trở về nhà, trong đầu đầy ắp những hoài nghi về nhân sinh. Liệu mình có đang thực sự theo đuổi đam mê một cách ngay thẳng, hay phải theo đuổi nó bằng mọi giá, kể cả những việc phi đạo đức cũng phải làm chỉ để có thể có được cái gọi là danh vọng. Về đến nhà thì cô mới nhận ra chỉ có nơi đây mới là nơi của mình. Người ba với hình ảnh vẫn bình dị như ngày nào, đeo cái túi bao tử ra chào đón cô một cách ấm áp nhất. Và cuối cùng cô quyết định sẽ bắt đầu con đường ẩm thực từ nơi này. Bạn có cảm nghĩ gì sau khi xem xong bộ phim này? Đây là một bộ phim hay nói về chủ đề ẩm thực, hay đây là một bộ phim hay mượn con đường ẩm thực để nói lên những gì ta sẽ phải đánh đổi để có được cái ta muốn trong sự nghiệp ở bất kỳ ngành nghề nào? Đừng ngần ngại mà để lại bình luận ở phía bên dưới để chúng tôi cùng biết với nhé. Còn bây giờ thì tôi phải đi ăn mì xào giòn đây. Còn tôi còn quại, xin chào và hẹn gặp lại.